Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Napka. Rồi hôm nay thì mình sẽ thử cho các bạn xem chúng ta cùng đánh 3 team cái sự kiện là pháo hoa may mắn các bạn nha. 3 team chúng ta đánh sự kiện pháo hoa may mắn. Và mình nói một xíu về cái sự kiện chuyến phiêu lưu của thương nhân Rowan các bạn. Rồi cái team đầu tiên thì chúng ta sẽ xài team nào? Team đầu tiên thì các bạn sẽ xài Scarlet, Anasta, Rosa ở đây các bạn cho đi theo Scarlet nhé. Rồi chúng ta lấy Nevanthi và Samson. Nevan và Samson các bạn. Con bét các bạn lấy con bét màu xanh lá. Ok, chúng ta đến với team 2. Team 2 thì các bạn dùng Silas, Motas. Còn con Then tức tỉnh. Còn nếu mà bạn nào không có Then tức tỉnh thì chúng ta có thể bỏ sư vào. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ dùng Helios và con tướng người ma ánh sáng. Tướng người ma ánh sáng này xích 20 là chúng ta có thể dùng được rồi. Con bé thì các bạn sẽ dùng con sư tử bay. Ok, chúng ta đến với team thứ 3 thì các bạn sẽ dùng Phượng thất tỉnh. Đây có tướng thì dùng nha. Đây là một số con tướng giúp các bạn có thể ăn gần như full quà. Còn nếu bạn nào không có thì chúng ta đánh được bao nhiêu các bạn đánh nha các bạn. Nhận được bao nhiêu quà thì chúng ta nhận các bạn ha. Rồi, Anasta chứ các bạn. Lại con Miska. Bet tới đây thì chúng ta sẽ dùng con rồng đất lưng kiếm. Giờ chúng ta sẽ xài đồ gia truyền. Đầu tiên thì các bạn sẽ dùng các món này, tên bạc. Rồi, đến với cái lần thứ hai thì chúng ta dùng pha lê, giày với lại kiếm. Ba món này nha, pha lê, giày, kiếm. Rồi, team thứ 3 thì chúng ta sẽ dùng cái kiếm này, quả trứng với lại cái này, cảnh giác sức mạnh. Ok, giờ chúng ta cùng thử nè. Xem thử mình có ăn được full quà không? Mà hầu như là mình chắc cũng chưa đến được full quà, để xem các bạn. Rồi, team mình đang bủa. Con Nevanthi hiện tại đang là con Nevanthi với con Bulmer hiện tại đang là hai con support. Có thể nói là support cấp thần nha các bạn. Rất là đa dụng, các bạn nên lên Bulmer với lại Nevanthi, hai con support cấp thần đó các bạn. Nghi đàm rất là ngon. Sống sinh mình đi trước rồi. Còn Anasta hồi với lại Nevan Scarlet. Nhờ Nevan hồi máu nên team mình vẫn còn tồn tại được các bạn. Để được 1 tỷ mấy đam, tỷ 7, tỷ 8, tỷ 9. Ok, 1 tỷ 9 đam các bạn nha. Chúng ta đến với team thứ 2. Cái con sư sẽ là con gây đam chính. Mới có giá hàng triệu à, 30 triệu, 43, 63, 80, chưa tới con số hàng trăm triệu các bạn. Rồi lên được con số vài trăm triệu rồi, 300, 309, 400. Lên các bạn, lên 430, 450, 480, 500. Được nửa tỷ rồi nha các bạn. Rồi 600 nè, 630, 650, 690. Rồi gần được 700 triệu. Ok, giờ chúng ta sẽ đến với team này. Phượng, Saurus, Hawking, Asta với lại Miska. Team này thì hồi máu rất là nhiều. Saurus nè, Asta nè, có cả con Phượng với lại con Miska nữa các bạn. Nên team này có thể sống tới phút cuối cùng luôn các bạn. Khó chết nha. Nhưng mà lượng nam gây ra thì hơi bèo các bạn. Có được bao trăm triệu rồi. Ồ, nó yêu cầu là phải đạt được nhiêu này mới nhận full quà.
Con ạc mình cũng chưa full quà nổi các bạn. Con ạc mình tới 5 5 tỷ thì mới được full quà, mình thì còn thua xa mới được 5 tỷ. Các bạn thấy team mình y chang không khác gì hết ha. Chỉ khác là mình thấy cái con ten bằng con sư. Và thế là mình gây tầm khoảng gần 3 tỷ. Thôi, máy móc cuối mình cũng không cần các bạn, tới đâu hay tới đó. Đối với mình mấy sự kiện này mình không cần ăn full nha. Thường xếp hạng thì mình cũng thôi cho cứu. Nhận được bao nhiêu nhận các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ đến với chuyến phiêu lưu của thương nhân. Thì có rất là nhiều bạn sau khi chúng ta log in vào thì các bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Các bạn kêu ủa, đúng ra là bạn chưa đủ điều kiện để các bạn nhận được cái skin cuối cùng, nhưng mà tại sao cái ạc của các bạn nó lại hoàn thành nhiệm vụ hết luôn nè. Các bạn để ý ha, cái mốc lúc trước đây là con số 4 chứ không phải con số 2. Nó đã giảm độ khó xuống rất là nhiều để chúng ta có thể nhận được full quà các bạn, và nhận được skin vô công đó. Nó đã giảm độ khó xuống rất nhiều các bạn. Các bạn biết lý do tại sao nhà phát hành nó giảm độ khó xuống không? Tại vì nhiều người chơi họ họ phàn nàn, họ comment cái nhà phát hành là cho một cái con game mang tên là game AFK nhưng mà cho ra một cái sự kiện phải gọi là quá tốn thời gian các bạn. Cho ra một cái sự kiện phải gọi là siêu tốn thời gian luôn. Tốn thời gian rất là nhiều của mọi người, chạy tới chạy lui đi buôn các bạn. Tốn thời gian quá nhiều nên nên người ta họ cùng lên, họ bảo là tốn thời gian quá. Do đó thì chúng ta mới được ăn nhanh skin đến vậy, chứ không thì chúng ta phải chờ rất là lâu nha các bạn. Tuy nhiên nếu thích và có thời gian thì các bạn có thể tiếp tục đi buôn. Đi buôn để kiếm huy hiệu cũng được các bạn. Giống như mình đây vẫn đang tích cực đi buôn các bạn nha. Nhấn nhầm. Tại vì khi mà chúng ta buôn nhận được cái phần thưởng đây nè, top xếp hạng bảng giàu có thì chúng ta sẽ nhận được quà, như là được cái quà gì đó các bạn. Đây đây nè, các bạn lọt top 5% chúng ta sẽ được cái huy hiệu này. Còn lọt top 200 thì các bạn có huy hiệu này. Top 50 thì được huy hiệu này. Thì chúng ta thua xa cái top 50 thì chúng ta lấy cái huy hiệu này cũng được các bạn. Nhưng top của mình đang là 12%. Còn lâu mình lấy được huy hiệu này. Có nhiều người thích thú cái huy hiệu này nên ta bỏ ra thời gian ta chơi rất khá là nhiều. Ok, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.